Bây giờ đề câu số 18 này là thuộc diện câu vận dụng. Đấy à, câu vận dụng. Đề bài toán cho điện tích. Đấy à, quy. Quy của nó là bằng 1 microcoulomb. Em đấu ra cho thầy bằng 1 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb. Thu được năng lượng là V kép của nó cũng bằng công của lực điện trường là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4. Rồi. Để yêu cầu chúng ta là tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B. Yeah. Thì ta vận dụng thức là A sẽ bằng Q nhân cho U. Yeah. Từ đây các em dễ dàng tính được U của nó bằng A chia cho Q. Với A là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4. Q là 10 mũ trừ 6. Như vậy, cái này chúng ta tính được là bằng 200 vuông. Ta có được đáp án B. Câu số 19 là câu vận dụng co. Câu vận dụng co. Các em để ý. Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng là M bằng 10 mũ trừ 10 kg. Đơn vị chuẩn rồi, chúng ta không đấu nữa. Hiệu điện thế U bằng 1000 ngàn vuông. Khoảng cách giữa bản tụ là D bằng 4,8 mm. Cái này các em đấu ra mấy? Bằng 4,8 nhân 10 mũ trừ 3 mấy. Đề và toán yêu cầu chúng ta tính số để gì? Số điện tử mà hạt bụi này bị mất đi. Có nghĩa là đề yêu cầu chúng ta vận dụng tính số điện tử là số electron sẽ bằng trị đấu của Q chia cho A. Bằng dụng công thức này. Bây giờ A là điện tích nguyên tố của nó bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Đấy giờ chúng ta có rồi. Bây giờ vấn đề chúng ta đi tìm Q. Như vậy ở đây trong đề cho là nằm la lửng trong khoảng giữa hai bản tụ điện. Lúc này điện tích này nó chịu đồng thời của hai lực, lực điện trường F và tạm lực B. Khi nó nằm căng bằng thì F của nó bằng B. Không nói hơn, lúc này F của nó sẽ bằng Q nhân cho A. Với B bằng MG. Từ đây các em dễ dàng tính được điện tích hoặc bụi Q sẽ bằng MG chia cho A. Yeah, MG chia A. Trong đó A bằng cái gì? A bằng cái gì? Như vậy lúc này ta có là A của nó sẽ bằng U chia cho D. U chia D. Ở đâu thì viết là một cách ngắn gọn hơn nữa là MR nhân với D chia cho U. M trong đề bài toán cho bằng 10 mũ trừ 10 nhân cho R nhân cho 10 nhân cho D 4,8 nhân 10 mũ trừ 3 chứ mẫu chia cho 1000. Rồi. Như vậy lúc mà các em sẽ bấm ra được kết quả chỗ này. Rồi, thầy mời thầy nhờ một bạn lấy máy tính bấm cho thầy kết quả Q chỗ này là bằng bao nhiêu. Thầy mời bạn Tiến đặt thầy kết quả chỗ này bằng bao nhiêu. Lấy máy tính chúng ta bấm 4,8 nhân 10 mũ trừ 15 thầy. 4,8 nhân 10 trừ 15 coulomb. Rồi thầy cảm ơn em. Như vậy ta rót vào đây, ta có ăn nào bằng là 4,8 nhân 10 mũ trừ 15 với mẫu chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Yeah. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra được kết quả của nó là bằng 3 nhân 10 mũ 4. À. Như vậy chúng ta sẽ có được đáp án ở đây. Đấy chưa? Là đáp án C. Đáp án C.
Đó là thầy nói cái câu số 19 liên quan tới thầy à, mà một hạt bụi mang điện tích mà làm lo lắng, có nghĩa là căn bàn tâm điện trường điều, thì chúng ta luôn luôn nhớ cho thầy F của nó bằng B sao? F nó là lực điện trường. Lực điện trường đó về mặt của lớn của nó là bàn trị đấu này, quy nhân A. Nhưng ở đây trong đề bài toán cho điện tích dương rồi, cho nên thầy không cần lấy giá trị tuyệt đối của điện tích. Thầy tính được điện tích quy của hạt bụi rồi, rốt vào đây chúng ta tìm được kết quả của nó là bằng 3 nhân 10 mũ 4 hạt. Như vậy ta có đáp án C. Câu số 20. Trong các hiện tượng sao, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng như thế nào? Đây, nhiễm điện do hưởng ứng. Thấy chưa? Thì bây giờ thầy nói cái quá trình nhiễm điện do hưởng ứng này. Nhiễm điện do hưởng ứng là cái nhiễm điện mà khi mà một vật đã bị nhiễm điện, thì nó ví dụ là một quả cầu đã nhiễm điện dương, thấy chưa? Đó, đưa là một thanh kim loại, thì lúc mà quả cầu nó mang điện kích dương này, nó sẽ hút electron về phía nó, thấy chưa? Còn cái đầu bên kia thì nó thiếu electron, cho nên nó mang điện kích dương. Và lúc này á, là cái thanh kim loại này nó sẽ bị nhiễm điện do hưởng ứng. Và quá trình nhiễm điện do hưởng ứng là nó chỉ phân bố là điện tích, thấy chưa? Đó, nó phân bố là điện tích. Như vậy bây giờ ở đây là thầy sẽ vẽ cái mô hình đó, các em thấy này. Giả sử thầy xét ra là một thanh kim loại mà nào lúc này các electron chuyển động hỗn loạn và không ngừng, thấy chưa? Có nghĩa là nó không có một cái trật tự nào trong này. Bây giờ thầy có một quả cầu A, nó tích điện dương đưa lại gần nghe, chứ không cho tiếp xúc mà đưa lại gần thanh kim loại mà nào, thì lập tức quả cầu này tích điện dương, cho nên hút electron về phía nó. Như vậy đầu M này là tích điện âm, còn đầu nào này nó thiếu electron, cho nên là nó tích điện dương. Như vậy lúc mà cái thanh mà nào này đã bị nhiễm điện do hưởng ứng, mà nhiễm điện do hưởng ứng là cái nhiễm điện mà nó chỉ phân bố là điện tích trên vật nhiễm điện, thấy chưa? Thì có quá trình như thế này được gọi là nhiễm điện do hưởng ứng. Ví dụ đây là điện tích âm, thì chỗ này là đào đây là điện tích dương, còn đào đây là điện tích âm, thấy chưa? Đó, thì nó đây là có quá trình nhiễm điện do hưởng ứng. Như vậy ở đây câu số 20, người ta hỏi là hiện tượng nó sẽ ra được gọi là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng, thì chúng ta chọn đáp án A cho thầy. Thì giờ đưa thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện. Đó. Câu số 21, trang vật nào số đây không có điện tích tự do, chắc chắn là thanh gỗ. Câu số 22. Một tụ điện có điện dung C bằng 500 picofarad nấu vào một hiệu điện thế 220 V. Đề bài toán yêu cầu chúng ta là tính điện tích của tụ điện. Thì ở đây các em chú ý cho thầy. Trước mắt chúng ta phải đổ đơn vị cái đã. Thế nếu chúng ta không đổ đơn vị là chúng ta bị xe ngay liền. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, điện dung của tụ điện là C bằng 500 picofarad. Micro là chúng ta đổ ra microfarad, chúng ta đổ ra farad thì nhân cho 11 trừ 6. Thấy chưa? Nano tới pico. Như vậy cái này sẽ bằng 500 nhân cho 11 trừ 12 farad. Điện tích mà đề bài toán yêu cầu chúng ta tính quy, mà trong đó U đề bài toán cho là 220 V. Như vậy ta vận dụng công thức tính điện dung của tụ điện C
sẽ bằng Q chia cho U. Chúng ta nhớ công thức này, C bằng Q chia U. Như vậy lúc này để lượng cần tìm là Q sẽ bằng C nhân cho U. Bước C là bằng 500 nhân cho 10 mũ trừ 12 nhân cho 210. Đó, thì chúng ta sẽ tìm ra được kết quả chỗ này. Các em bấm máy tính và chọn đáp án. Như vậy kết quả ở đây là bằng là 1,1 nhân 10 mũ trừ 3 U5. Thì ở đây các em nhớ cho thầy là trong đề này thì có một cái đáp án, nói chung tất cả cái này nó không có đáp án hết. Như vậy chỗ đây các em sửa lại thầy là 1,1 nhân 10 mũ trừ 3. Bây giờ bỏ thầy micro nghe, thì là cho thầy là coulomb. À, còn nếu đấu ra micro coulomb á thì các em phải chuyển qua là 0,11 micro coulomb thì mới đúng. Nghe. Mà ở đây người ta để là 1,1 micro coulomb là thắc mắc. Thì các em lấy bút xóa xóa thầy cái chỗ đơn vị micro chỗ này. Để đơn vị coulomb cho thầy. Thì các em chọn được đáp án B. Chính là thầy đáp án như thế. Đã chỉnh đáp án cho thầy ở câu B là đơn vị đó là 1,1 nhân 10 mũ trừ 3 coulomb. Thầy hướng dẫn câu tiếp theo là câu số 23. Câu số 23. Người ta cho hệ điện thế là bằng 0,03 V. D của nó là bằng 8 nanomax. Thấy chưa? D của cả chúng ta là tính cường độ điện trường. Thì ta có là A sẽ bằng U chia cho D. Với U này chúng ta thay bằng 0,03 D 8 nanomet, các em đấu ra mấy nhân cho 10 mũ trừ 9. Đó, thì chúng ta tìm được kết quả chỗ này. Rồi thì mời một bạn lấy máy tính bấm dùm cho thầy là cái A này là bằng bao nhiêu voltmax. Mời bạn Minh đặt thật kết quả là A bằng bao nhiêu voltmax. Đặt nhanh. Kết quả là bạn tính được là đáp án A, bạn A. Thấy chưa? Đây là kết quả. Còn em nào bấm ra kết quả khác thì bố là 8,35 nhân 10 mũ 6 V thì mấy? Như vậy bạn tính được đáp án A. Các em nhớ là cái kỹ năng bấm tính cực nhanh lên nha. Đấy vậy. Tiếp tục câu số 24. Câu 24. Một quả cầu có khối lượng M bằng 1 gram. Đấy vậy. Được treo vào một sợi dây mảnh cách điện toàn bộ hệ thống nằm trong điện trường điều có phương nằm ngon. A của nó bằng 2 kV trên max. Dây tre hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ, tìm sức căng của sợi dây, lấy R bằng 10 mấy trên dây bình phương. Đó. Các em đặt nội dung đề rồi chúng ta đổi các đơn vị về đơn vị chủ ngay. Như vậy thầy hướng dẫn câu trắc nghiệm số 24 này. 24. Câu nào cũng thuộc diện câu trắc nghiệm vận dụng câu. Thấy chưa? Trước mắt các em ghi tóm tắt ra cái đó.
M bằng 1 gô. Nó nói hơn bằng 10 mũ trừ 3 kg. Trong đó A là cường độ điện trường cho bằng 2 kV trên mét. Nó nói hơn cái này sẽ bằng 2 ngọt vun trên mét. Góc alpha trong đề bài toán cho bằng 60 độ. Đề yêu cầu chúng ta đi tìm sức căng của sợi dây. Bây giờ muốn giải quyết được bài toán này á, thì các em phải vẽ hình ra. Thấy không? Bây giờ thầy trình bày hình vẽ như sau. Lúc ban đầu chưa đạt trong điện trường thì lúc này con lắc có phương thẳng đứng, có phương thẳng đứng. Sau khi đạt trong điện trường đều nằm ngon là ai đây? Bây giờ đạt trong điện trường đều nằm ngon. Dưới tác dụng của lực điện trường, nó kéo con lắc rời khỏi vị trí cân bằng và tạo có phương thẳng đứng một góc alpha bằng 60 độ mà đề cho. Như vậy lúc này con lắc này mang điện tích, cho nên chịu tác dụng của một lực điện trường, lực điện trường F. Bây giờ lúc này nó cùng phương cùng chiều với A. Thì giả sử đây là một, nó mang điện tích dương. Cái này có khối lượng, con lắc có khối lượng chịu tác dụng của trọng lực B. Trọng lực B. Và nó xuất hiện lực căng T hướng về vị trí điểm T, lực căng T. Thì tổng hợp F với B, F với B thì thầy có lực căng ở đây là T phải, lực căng T phải. Như vậy cái góc đây vẫn là góc alpha là bằng 60. Như vậy nếu gặp bài toán công lát đơn mang điện tích đặt trong điện trường đều nằm ngon, thấy chưa? Thì chúng ta nhớ thầy hơi công thức sau đây, nhất là tan góc alpha nó sẽ bằng F chia cho B. Là cái này hàng người ta thường rồi đó. Có F bằng trị đấu quy nhân A, thầy biết luôn là công thức cho nhớ. F bằng trị đấu quy nhân A, B bằng MG. Như vậy gặp bài toán công lực đơn mang điện tích đặt trong điện trường đều nằm ngon thì ta luôn luôn có bí thức này. Nhưng ở đây câu trắc nghiệm này đề yêu cầu chúng ta tính lực căng T, thì nếu ta vận dụng toàn các alpha thì nó không dính dáng gì tới lực căng T hết. Như vậy lực căng T lúc nào nó bằng lực căng T phải. Thấy chưa? Thì thầy vận dụng công thức là cos của góc alpha bằng K chia cho quyền. K chính là B chia cho quyền chia cho T phải. Mục đích ở đây chúng ta đi tìm T phải. Như vậy thầy có T phải sẽ bằng B chia cho cos của 60 độ. Mà với B đây á sẽ bằng MG nhân cho chia cho cos của 60 độ. Như vậy ta tính lực căng T phải có trị bao nhiêu? Bao nhiêu? Đấy à, thì nó cũng chính bằng độ lớn của lực căng T, nó cũng bằng T. À, các em nhập. Đấy à. Dữ liệu vào trong máy tính bấm cho thầy. Các em đặt cho thầy kết quả cái này là lực căng T phải của nó bằng lực căng T là bằng bao nhiêu. Yeah. Mà bạn Khánh Dương đáp án D. Yeah. Bạn tính được là đáp án D. Đó. Như vậy trong bài trắc nghiệm số 24 này chúng ta thấy nó thừa một dữ kiện là cho cường độ điện trường là 2000 voltmet không có tác dụng gì hết. M có rồi, R có rồi, góc alpha cũng có rồi. Đó là thầy nói về cái bài toán liên quan tới công lát đơn mang điện tích đặt trong điện trường đều nằm ngon. Thì nhớ cho thầy hơi công thức là tan góc alpha bằng F chia B và cos các alpha bằng B chia cho T phải. Nhưng mà công thức này chúng ta nên thuộc, vận dụng nhiều. Cái này là ít khi. Đây giờ đó thầy nói về câu trắc nghiệm số 24. Các
Cái này hôm trước hạt chúng ta cũng đã vẽ hình rồi. Bây giờ chúng ta qua câu trắc nghiệm lý thuyết câu số 25. 25. Đây ạ. Cho biết mối liên hệ giữa hệ điện thế giữa điểm MN. Đây ạ, OMN và ONM. Như vậy câu A, câu B, câu C là chúng ta chưa khẳng định được. Bởi vì chưa chắc là OMN mối liên hệ giữa hệ điện thế OMN và ONM thì nó có mối quan hệ như thế nào, là O N M nó bằng trừ O, bây giờ O M N nó bằng trừ O N M, hoặc ngược lại nếu tôi viết O N M có thể nó bằng trừ O M N, bây giờ nó đảo ngược lại như thế. Thì vì sao mà chúng ta có hình thức đó, bây giờ thì các em chú ý thầy này, là hiệu điện thế giữa hai điểm, giữa hai điểm bất kỳ nào đó trong điện trường, bây giờ hiệu thế. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, thầy có vị trí đây là vị trí điểm M, giờ đây là điện trường điều A, đây là vị trí điểm N. Thì nếu ta định được vị trí điểm M nào trên điện trường á, thì điện thế lúc này tại điểm M này nó sẽ lớn hơn điện thế tại điểm N. Giờ chiều của vectơ cường độ điện trường là đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. À, như vậy nếu ta viết là OMN thì cái này nó sẽ bằng VM trừ cho VN nè. Thấy chưa? Thì cái này nó viết đổ ngược lại, cái này sẽ bằng trừ O của nào mà O của nào mà. Đó. Như vậy dấu trừ này biểu thị là điện thế tại điểm N này nhỏ hơn điện thế tại điểm M. Thấy chưa? Thì trong quá trình viết biểu thức hiệu điện thế liên quan tới ở chương tiếp theo chúng ta để ý này, ở chương hai đó. Ví dụ ta viết là OAB thì cái này nó cũng bằng trừ OBA, và hoặc mình viết là OBA, OBA nó cũng bằng trừ OAB. Đó, ta nói như thế. Như vậy là mối quan hệ giữa hai điểm trong điện trường liên quan tới hiệu điện thế là ta có đáp án D. Câu số 26. Một điện tích dương di chuyển từ A đến B trên đường sức thì động năng của nó tăng, kết luận nào sau đây là đúng? Để giờ bây giờ ta thấy này, điểm A với B mình gọi đây là điểm A, ăn nào bây giờ gọi là điểm B, nó đi từ A đến B, động năng của nó tăng, có nghĩa là công của lực điện trường khi di chuyển một điện tích từ A đến B này, cái này lớn không? Thì à, động năng của nó tăng có nghĩa là động năng tại điểm B, thấy chưa? Nó lớn hơn động năng tại điểm A. Thấy chưa? Có nghĩa là vận tốc tại điểm B nó lớn hơn vận tốc tại điểm A. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy này, kết luận nào sau đây là đúng? Điện thế tại A nhỏ hơn điện thế tại B là xe. Thấy chưa? Điện thế tại A phải lớn hơn điện thế tại B. Bởi vì chiều của cường độ điện trường là đi từ nào có điện thế cao đến nào có điện thế thấp. Đó. Điện trường có chiều từ A đến B, điện trường có chiều từ A đến B. À, câu này chắc chắn là đúng rồi. Điện trường tạo công âm, lúc này là động năng lúc sau lớn hơn động năng lúc ban đầu, cho nên là công của nó gọi là công dương. Điện thế tại A bằng điện thế tại B là sao? Đây à, như vậy ta có đáp án là B, điện trường có chiều từ A đến B. Câu tiếp theo là câu số 23. 23. Có bốn vật nhỏ kích thước được chưa? A. Được chưa? B, C và D. Đó, nằm theo thứ tự giống như trong đề. Bây giờ đề cho vật A hút vật B nhưng đẩy C. Thấy chưa? Vật C hút D. Biết A là nhiễm điện dương. A là nhiễm điện dương này. Đó, A nhiễm điện dương này. Như vậy là A hút B có nghĩa là B phải là điện tích âm.
Nhưng đáy C có nghĩa là A nó đáy đáy C. Như vậy là C phải cùng giáo với A. Và C hút D thì D phải là điện tích âm. Bây giờ người ta hỏi là vật B nhiễm điện gì? Thì vật B là phải nhiễm điện âm này. Vật C nhiễm điện dương và vật D nhiễm điện âm. Thấy à? Như vậy ta có đáp án là C. Đáp án C. Như vậy các em đặt ý thầy này, vật A hút B nhưng đẩy C, chứ không phải là vật A hút vật B rồi vật B đẩy vật C đâu. Như A hút B nhưng đẩy C, mà cho biết A là điện tích dương thì chắc chắn là B phải là điện tích âm. Mà để A mà đẩy C thì C phải cùng giáo với A. Thấy à? Mà C hút D thì D phải là trái giáo với C. Như vậy câu số 23 thấy à? Ta có được đáp án C. Câu số 28. Câu số 28. Một hạt bụi nằm la lửng. Đấy chưa? Giữa hai bản kim loại nằm ngon, nhiễm điện trái giáo. Thứ nhỏ thầy la lửng là F bằng B thôi, không cần phải đặt chi cho nhiều hết. Điều cần chúng ta là tín hiệu điện thế đặt vào hai bản. Như vậy lúc mà khi hạt bụi này căng bằng thì F bằng B đầu xa. F bằng cái gì? Thì đâu có quy nhân cho ai. B bằng cái gì? B bằng mg. Cái này thì đâu có quy, chúng ta viết nguyên với A. Đấy chưa? A sẽ bằng U chia cho D bằng mg. Từ đây chúng ta thế số vào tìm cho thầy hiệu điện thế U. Nhớ D là bằng 2 cm đổ ra mấy, còn khối lượng là đơn vị kg rồi khỏi cần đấu nữa. Đấy giờ, điện tích cũng là đơn vị chuẩn luôn, chỉ có khoảng cách là 2 cm các em đấu ra mấy là bằng 0.02. Các em nhập vào máy tính tìm cho thầy kết quả chỗ này. Mời bạn Duyên đọc cho thầy kết quả này bạn bao nhiêu. Dạ 150. 150. Thấy chưa? Thầy ghi kết quả là 150 vun. Bạn Thi Nga thì bấm là 35 vun. À, kiểm tra kỹ ngàn là kết luận. Như vậy là kết quả của nó là bằng 150 hay là 35. Bạn mấy bạn khác bấm lại. Quỳnh Dương. Bố Thi là 150, Quỳnh Đức cũng là 150. À, nhớ là cái D này là 2 cm nha. Thấy chưa? Các em đấu ra cho thầy là mét là bằng 0.02. À, một số em bấm máy tính bị nhầm, kết quả nó bằng 150. Đáp án B. Câu số 29. 29. Độ lớn lực tương tác trên các điểm trang không khí là viết lại công thức F bằng K trị đấu của Q1 nhân Q2 chia cho, được chưa, R bình. Nó tỷ lệ với bình phương khoảng cách chia hơi điện tích. Tỷ lệ với khoảng cách chia hơi điện tích. Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chia hơi điện tích. Thấy chưa? Như vậy câu đúng của nó là câu C. Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hơi điện tích. Thầy có câu cuối cùng là câu 30. Thấy chưa? Câu này cũng thuộc chuyện là câu vận dụng con. Bây giờ thầy hướng dẫn câu số 30 như sau. Một quả cầu nhỏ, một quả cầu nhỏ có khối lượng m bằng 1.6 gram, nó hơn là bằng 1.6 nhân 10 mũ trừ 3 kg. Mang điện tích Q1, Q1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3 coulomb. Được treo bằng một sợi dây có chiều giờ an là
bằng 30 cm, có nghĩa là bằng 0.3 mét. Đấy à, đặt ở điểm trên một điện tích quy hơ thì lực căng của nó giảm đi một nửa. Đấy à, hầu hết quy hơ có giá trị nào sau đây? À, thì ở đây thầy biểu diễn hình vẽ cho các em thấy này. Vị trí là vị trí điểm trên. Đấy à, tại vị trí điểm trên này người ta đặt một điện tích quy hơ. Đó, một sợi dây đây. Ở đây người ta nói là một sợi dây này đào dưới treo vào một vật có khối lượng M và mang điện tích là Q1. Mang điện tích Q1. Đặt kỹ đi này. Được treo bằng một sợi dây to giờ 30 cm, đặt ở điểm treo một điện tích Q2 thì lực căng của nó giảm đi một nửa. Thỏ điện tích Q2 có giá trị là bằng bao nhiêu? Thì bây giờ các em chú ý cái thời này, lúc chưa đạt ở điểm treo, lúc ban đầu này chưa đạt ở điểm treo đây, một điện tích Q2 thì bản thân thằng Q1 là chịu tác dụng của hơi lực, thứ nhất trọng lực B, trọng lực B, thấy chưa, và lực căng T, và lực căng T. Đó, như vậy lúc đầu chưa có Q2 thì là T của nó bằng B. À, bây giờ lúc sau người ta đặt một điện tích Q2, một điện tích Q2 tại điểm treo đây, thấy chưa? Thì lực căng T của nó giảm đi một nửa. Cái này chắc chắn điện tích Q2 phải là điện tích âm để nó hút Q1. Có nghĩa là nó bù với lực căng T đây, một lực ép tĩnh điện nữa. Đó. Như vậy lúc này lúc sau, thấy chưa? Lúc sau á, thì khi có Q2 thì lực căng lúc sau này là T phải này nó bằng T chia cho H, nó giảm đi một nửa. Đó, giảm đi một nửa. Như vậy khi mà có hệ cân bằng thì lúc này chúng ta có là F này cạm cho T phải, cái này nó cân bằng với B, cân bằng với B. Ấy à, như vậy khi chưa có quy hơ thì nó không có lực ép này, nhưng mà khi có quy hơ mà để lực căng nó dồn lên một nửa, có nghĩa là có một cái lực tương tác tĩnh điện nó hút quy một đây, nó bù bây giờ với thằng T này thì nó dồn đi là một nửa. Như vậy lúc này cái T phải này bây giờ mình tha là bằng T chia hai, bây giờ thầy có F cạm cho T chia hai bằng B. Mà ở đây các em chú ý, F cạm cho T là chính bằng B. Cái này bằng B chia ha. Cái này bằng B. Thảo nói hơn, lúc này chúng ta có được F của nó bằng B chia ha. Thấy à? Rồi, như vậy lúc này chúng ta viết ra với F bằng K thì đó cũng Q1 nhân Q2 chia cho R bình, B là bằng MG chia cho H. Từ đây các em nhập vào tìm cho thầy điện tích Q2 của nó bằng bộ nhì. Bạn Duyên tính được kết quả là câu C. À, thầy cảm ơn mấy bạn đã tính ra rất là nhanh, đáp án C. Thấy chưa?
và 4 nhân 10 mũ trừ 3. Tính được đáp án C. Đó là thầy nói là câu số 30 là câu vận dụng cơm. Thấy chưa? Câu này hôm trước nhớ là hạt chúng ta cũng đã có rồi. Rồi các em ghi chép câu 30 vào. Sau đó chúng ta lật qua cái đề số 3. Yeah. Cái đề số 3 thì nó chỉ có 4 câu. Yeah. 4 câu là vận dụng câu. Trong cái đề số 3 này có câu 29. Câu 29 nó đã trùng với câu số 28 của đề 2. Yeah. À, chưa chỉnh kịp cho nên là các câu số 29 của đề 2 này, của đề 3 này nó trùng với câu số 28 mà chúng ta vừa giải. Và chúng ta cứ giải câu nào nó trùng thì chúng ta giải tiếp. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà trong cái đề số 3 này là nó tương đối nhẹ nhàng hơn một tí. Thì trong đó những câu nào trùng thì các em dễ lỡ cho thầy. À, các em lấy đề số 3 ra để chúng ta nghiên cứu. Ở trong cái đề số 3 này. Đề số 3. Là câu số 1 tụ điện là giờ, hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện, là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau ngăn cách với nhau một lớp cách điện, hệ thống gồm hai vật tiếp xúc với nhau giờ, tiếp xúc với nhau là chúng ta lọ nga liền, hệ thống gồm hai vật dẫn đặt cách xa nhau giờ. Như vậy câu C và câu D là sai. Đấy à, câu B là câu đúng. Một hệ thống gồm hơn vật dẫn đạt càng nhau. Đấy à, và ngăn cách với nhau bảo một lớp cách điện. Câu A đa là thiếu cái chữ là vật dẫn nè. Câu số H thì câu này hôm trước chúng ta cũng đã dễ rồi. Đấy à, chúng ta vận dụng công thức là AN sẽ bằng tỷ đấu của Quy chia cho ai. À. Với quy là bằng trừ 6 nhân 10 mũ trừ 13. Ai là bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. À. Như vậy ta tính được câu B. Câu số 3 chọn câu C. Yeah. Câu A cũng có khi đường xuất điện không xuất phát từ điện tịch dương chưa? Mà xuất phát từ vô cùng. Đó, bây giờ thầy nói cái chỗ này chúng ta để ý nè. À đây, thầy chỉ cho cái câu số 3 này. Các em để ý cho thầy này. Thầy nói ví dụ một hệ điện tích, đây là điện tích Q1, đây là điện tích Q2. Xác hệ điện tích nha. Đó, điện tích dương và điện tích âm. Chiều của vectơ cường độ điện trường đi từ điện tích dương sang điện tích âm. Đó, nếu hệ điện tích á, chỉ có điểm đặc biệt nấu hơi điện tích này là một đường thẳng thôi, còn tất cả còn lại là một đường ca. Bây giờ đường ca. Như vậy bây giờ nếu mà một hệ điện tích đứng riêng lẻ, ví dụ đây là một điện tích dương đứng riêng lẻ này, điện tích dương, thấy chưa? Điện tích dương này, thì lúc này á,
là chúng ta nó đi ra từ điện tích dương này, đi ra từ điện dương và nó kết thúc ở vô cùng, kết thúc ở vô cùng. À, nếu là một điện tích âm đứng riêng lẻ, một điện tích âm đứng riêng lẻ, thì nó chiều của vectơ cường độ điện trường nó đi vào điện tích âm, có nghĩa là có thể là trừ vô cùng đi vào điện tích âm. Như vậy ở đây á, cái câu A này là cũng có khi đường xuất điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ điện từ vô cùng, à là cái trường hợp này là đúng nè. Rồi câu B, đường xuất điện có thể là đường căng kính, nó xe chỗ đây xe của đường căng kính, đường căng thôi chứ không có kính. Ví dụ nó đi từ dương sang âm, nó không có quanh ngược lại từ âm sang dương. Như vậy cái câu số 3, câu C là câu B, câu C là câu B. Câu số 4, cho hai điện tích Q1 âm Q2 dương đặt tại hai điểm A và B. Những điểm tại đó hai vectơ cường độ điện trường cùng phương cùng chiều. À, cùng phương cùng chiều. Thì bây giờ chúng ta vẽ hình ra. Q1 là điện tích âm. Q1 điện tích âm. Q2 là điện tích dương. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta tìm những điểm mà tại đó có tơ cường độ điện trường cùng phương cùng chiều. Bây giờ ta xác ví dụ là tại vị trí đây, vị trí điểm M, chúng ta xem thử nó có cùng phương cùng chiều hay không. Q1 âm. Q1 âm, chỗ này vectơ ta cường độ điện trường nó hướng về phía Q1, ta có đây là A1. Q2 dương, vectơ ta cường độ điện trường tại điểm M này hướng ra xa Q2, ta có A2. Như vậy hai vectơ ta này cùng phương cùng chiều. Như vậy chắc chắn nó sẽ nằm trong Q1 và Q2. Như vậy câu A nằm trên đường thẳng và sang sang với AB, không có rồi. Nằm ngoài, bỏ. Nằm trên đường trung trực, cũng bỏ. Nằm trang khoảng AB, có đáp án D. Tiếp tục câu số 5. Điện trường do điện tích quy ra từ một điểm không phụ thuộc vào cái gì? Giáo của điện tích, môi trường đạt điện tích, độ lớn điện tích, khoảng cách từ điểm, khoảng cách từ điện tích quy đến điểm tọa xác. Thì bây giờ chúng ta nhớ là cường độ điện trường ai của nó bằng K thì đó của Q chia cho epsilon nhân cho R bình. K là một hàng số rồi, ai nó không phụ thuộc vào con. Nó có ba hàng sau đây, ba đại lượng sau đây phụ thuộc này: Q, I và R. I là môi trường, epsilon là môi trường. Như vậy cường độ điện trường nó đến độ lớn thì nó không phụ thuộc vào giáo của điện tích. Nó không phụ thuộc vào giáo của điện tích. Nếu giáo dương với âm thì trị được đấu thì nó cũng ra giá trị đại số. Thì môi trường điện tích là nó phụ thuộc vào epsilon. Độ lớn điện tích là phụ thuộc vào trị đấu của Q. Khoảng cách từ điểm tọa xác là R. Như vậy nó không phụ thuộc vào giáo của điện tích Q. Đã nói đến cường, đó nói đến điện trường, nó thì chúng ta nhớ là biểu thức của điện trường do một điện tích Q ra được xác định bằng công thức nào. Câu số 6 là một câu rất nhiều bạn bị sai. Ta công thức xác định điện dung của tụ điện. Ta có C bằng Q chia U. C bằng Q chia U. Nếu tan U lên hai lần thì điện dung của tụ điện sẽ như thế nào? Câu này câu rất nhiều bạn năm ngoái dễ bị sai này, đánh dấu theo đây. Bây giờ thầy hỏi một bạn duy nhất thôi để xem thử làm trả lời đúng hay sai. Bây giờ là bạn Duyên là chọn đáp án C là không xác định được. Các bạn nào chọn đáp án nữa không thì nhắn tin cho thầy. Quỳnh Đức chọn đáp án B. Quỳnh Đức thì chọn đáp án B.
Không im được nữa không? Rồi, bây giờ thầy nhắc lại nè. C bằng Q chia U. Đó là công thức định nghĩa điện dung của tụ điện. Mà điện dung của tụ điện là cho biết khả năng tích điện của tụ điện. Và nó có đơn vị là farad. Thấy chưa? Và điện dung của tụ điện nó không phụ thuộc vào hiện điện thế, mà chỉ phụ thuộc vào môi trường, hàng số điện môi, khoảng cách giữa bản tụ. Thấy chưa? À, và điện trường. Như vậy á, nếu U có tha đảo như thế nào đi nữa thì điện dung của tụ điện vẫn là không đảo, vẫn là không đảo. Nhớ điện dung của tụ điện nó không phụ thuộc vào U. À, chú ý thầy chỗ nào. Bảo vì sao? Chúng ta nhớ nè, là điện dung của tụ điện gấp của nó là bằng epsilon này nhân cho x chia cho 4 lần pi KD. Bi coi đi. Thấy chưa? Điện dung của tụ điện nó phụ thuộc vào cái gì? C này. Thấy chưa? Nó phụ thuộc vào ba thằng. Thứ nhất là môi trường epsilon. Thứ hai diện tích đối diện với hơ bản. Bởi và khoảng cách với hơ bản. Đó. Chứ nó không phụ thuộc vào hiện điện thế. Chú ý với thầy như thế. Thấy chưa? Và các công thức này là cái này chúng ta không có hạn. Không có hạn. Chỉ giới thiệu sao qua thôi. Chứ còn trang phần vật lý 11 cơ bản thì cái nội dung này người ta dọn tẻ ra. Cho nên chúng ta chỉ viết công thức để nhớ mà thôi. Thấy chưa? C đó bằng epsilon nhân x chia 4 lần pi KD. Thấy chưa? K đây là bằng 9 nhân 10 mũ 9 này. Đó, hôm trước thì phần tụ điện thầy đã ghi rồi. Như vậy câu số 6. Thấy chưa? Chúng ta chọn cho thầy đáp án B. Câu số 3. Hơi hoạt bụi trang không khí, mẫu hoạt bụi chứa 5 nhân 10 mũ 8 electron cách nhau hơi cm, lực đại tính điện của nó là bằng bao nhiêu? Rồi, trước mắt các em chú ý cho thầy. Đối với câu số 3 là điện tích Q1 bằng điện tích Q2. Mà ở đây đi là bằng nam nhân 10 mũ tóm electron. Electron này nhân cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. À, thì chúng ta sẽ tính được điện tích của nó. Rồi, có điện tích Q1 Q2 rồi thì chúng ta vận dụng công thức là F sẽ bằng K thì đấu của Q1 nhân Q2 chia cho R bình. Các em thí số vào tìm được kết quả. Nhớ là thầy đang lấy độ lớn nè. Chứ electron là kem tha là bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Nhưng mà thầy lấy giá trị độ lớn luôn. Thấy chưa? Như vậy là bạn Duyên bấm được bằng 1,44 nhân 10 mũ trừ 3 newton. Ta có được đáp án C. Như vậy các em nhớ thầy chỗ này. Câu số 8. Thả cho một y âm dương không vận tốc nào trang điện trường, y âm dương sẽ chuyển động như thế nào? Thấy chưa? Thì ở đây thầy sẽ nó ngắn gọn câu số 8 này, các em để ý này, phân biệt ra cho thầy. Nhớ là thả không vận tốc nào, video ban đầu nó bằng không. Câu này nó quá là giáo viên ra đề nó bị xe. Thấy chưa? Bây giờ thầy chỉnh lại cái câu này này, các em để ý này. Nó quá là người ta nói là thả một electron bây giờ chuyển động dạt theo đường sức điện trường. Đó, người ta nói như thế. Còn bây giờ cái câu chắc chắn của nó là các em để ý thầy này, là thả một y âm dương không vận tốc nào, có nghĩa là Q dương của nó thì lên không. Bây giờ không vận tốc nào chứ video ban đầu bạn không vô trong một điện trường, đây là điện trường, xác là điện trường điều A.
Mà khi mà một electron á, mà đạt trong điện trường thì bản thân nó chịu tác dụng của một lực điện trường. Lực điện trường là F. Lúc nào quy lớn không cho nên F cùng phương cùng chiều với A. Nó kéo điện tích này dịch chuyển từ điểm M đến điểm N nào. Bây giờ, như vậy vận tốc tại điểm M này bằng không, nhưng mà vận tốc tại điểm M này có không. Có nghĩa là nó chuyển động nhanh dần đi. Bây giờ, chuyển động nhanh dần đi. Đó là ta đang nói về điện tích dương. Còn nông hóa đó của cao như này, các em thấy này, là thả một electron, thả một electron không vận tốc nào vào trong điện trường điều, thì electron của nó chuyển động như thế nào? Thấy chưa? Thì ở đây thầy giả sử đây là điện trường điều A nằm ngon. Đó. Thả một electron, electron là điện tích âm, quy của nó nhỏ không, vào trong điện trường điều. Như vậy lúc này các em chú ý là vì điện tích quy nó âm cho nên là lực điện trường nó ngược chiều với vách tơ A. Thấy chưa? Nó kéo electron chuyển động ngược với hướng của vách tơ cường độ điện trường. Giả sử điểm ban đầu nó điểm M, nhưng mà điểm N nào. Thấy chưa? Như vậy nếu mà một điện tích dương mà thả không vận tốc đào trong điện trường điều ấy, thì nó sẽ đi từ nơi có điện thiết cao đến nơi có điện thiết thấp, và vận tốc của nó tan dần. Vận tốc nó tan dần. Thấy chưa? Nhưng đối với electron á mà thả không vận tốc đào trong điện trường điều, thì lúc này nó đi từ nơi có điện thiết thấp đến nơi có điện thiết cao, nó ngược lại như thế. Thấy chưa? Và vận tốc tại điểm N này, thấy chưa, nó cũng lớn hơn vận tốc tại điểm M. Đó là thầy nói về điện tích dương và điện tích âm. Như vậy trong đề này yêu cầu chúng ta có vấn đề gì? Thấy chưa? Chuyển động vuông góc là cái câu này hoàn toàn sai, không thể vuông góc được. Thấy chưa? Chuyển động từ nơi có điện thiết cao sang nơi có điện thiết thấp. Thấy chưa? À, chắc chắn câu này đúng rồi. Đó. Chuyển động từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp là từ M đến N này. Mà nhớ là chiều của vectơ cường độ điện trường là cho biết chiều của điện thế nha. Là nó đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Như vậy các câu B là ta chọn đó. Sẽ là câu số 8 ta chọn nó bằng B. Câu số 9. Một điện tích quy di chuyển dạt theo đường sức của một điện trường. Đó các em là quy này, quy dương. Thấy chưa? Từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao. Thấy chưa? Thì tính chất chuyển động của nó là như thế nào? Đó. Như vậy đều là ta lọ này, chuyển động đều ta lọ, chuyển động trâu đều ta lọ. Còn chậm dần đều hay là nhanh dần đều? Chúng ta đọc kỹ đề nghe. Một điện tích quy dương di chuyển dạt theo đường sức của một điện trường đều. Từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao thì tính chất chuyển động của điện tích nó như thế nào? À, thì bây giờ thầy vẽ hình vẽ như sau. Là câu số 9 này. Đây, đây là cường độ điện trường điều A. Giờ một điện tích quy dương, đi từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao, thì giả sử nó xuất phát tại vị trí điểm M, thấy chưa? Nó đi đến vị trí điểm N, Như vậy lúc nào cái thái này điện thế tại điểm M này nó nhỏ hơn điện thế tại điểm N, nó đi ngược với chiều điện trường, thấy chưa? Đó. Như vậy quy dương, thì lực điện trường của nó là theo chiều nào? F này. À, như vậy lúc này lực điện trường có tính chất cản trở chuyển động của điện tích này, nó chuyển động với vận tốc tại M là V, nó có tính chất cản trở chuyển động, có nghĩa là F ngược chiều của V, giống như lực ma sát cái đó, nó ngược chiều của vectơ vận tốc, nó có tính chất cản trở chuyển động, cho nên là vật này sẽ chuyển động chậm dần đi. Ta có đáp án B. Câu số 10, cũng có rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này. À, câu số 10 là trang công thức xác định cường độ điện trường. Được chưa?
ai và ta ai bạn s chia cho quy trong đó quy là điện tích thử đó. Thì các em nhớ là cường độ điện trừ nó không phụ thuộc vào điện tích thử, điện tích thử. À, như vậy quy có tan có giống này mô như nữa thì ai cũng nói bạn không đâu. Thấy chưa? Đó là cường độ điện trường tại một điểm nó không phụ thuộc vào điện thử. Ghi như thế chỗ này. Như vậy ta có đáp án đi. Không đâu. Câu số 11. Thế năng của một điện tích trong điện trường đặc trưng cho câu A, câu B. Câu A là khả năng tác dụng lực điện trong điện trường, câu B là phương của cường độ điện trường. À, câu C là khả năng sinh công của điện trường. Ta có đáp án C. Câu số 12 là nó trùng với câu hồi nãy rồi. Thấy chưa? Câu nãy là chúng ta tính được đáp án A. Đáp án A. Tóm phải 35 nhân 10 mũ 6 vun trì mấy. Câu số 13. Khi nó điện trường điều, phát biểu nào sau đây là xe. Đường xuất điện là những đường thẳng sang sang cách đều nhau. Câu này đúng. Cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau. Đúng. Điện trường giữa bản kim loại phản sang sang mang điện tích có độ lớn bằng nhau nhưng trái giáo nhau gọi là điện trường điều. Thấy chưa? Chính xác. Câu D là câu bị xe. Câu D. Xe chỗ này ngược chiều. Đó, gạch chỗ này cho các em biết. Câu số 14. Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn căng bằng điện là không đúng. Cái này hôm trước có một câu rồi nè. Bây giờ vết tơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn luôn vuông góc với mặt vật dẫn. Cường độ điện trường bên trong vật dẫn bằng không. Điện tích của vật dẫn luôn luôn phân bố đều trên mặt vật dẫn. Điện tích của vật dẫn phân bố trên mặt vật dẫn, trên bề mặt vật dẫn. Bây giờ ở hôm trước cái câu số 14 đã dễ rồi. Đặt lại cho nhớ. Vật dẫn căng bằng điện như thế nào? Chúng ta đi là kiến thức hôm trước thầy đã hướng dẫn. Rồi chúng ta đọc rồi giải quyết cho thầy từ câu số 14 đến câu số 21. Sao chúng ta nghĩ? Lấy nhất giờ dễ rồi sau đó thầy đạt thầy kêu bọn nó đặt đáp án. Bởi vì những câu này chúng ta dễ biết qua rồi, là không có dễ nữa.
Rồi, bây giờ thầy mời một bạn cho thầy biết đáp án câu số 14. Mời bạn Linh cho thầy biết đáp án của câu số 14. Đó là câu không đúng nè. Bạn chọn đáp án D. Rồi, các bạn nào có kiến nghị không? À, đáp án C. Đáp án C. Nhớ là luôn phân bố đều nè. Tay miền Bắc chẳng là bị xe. Ừ. Câu số 15. 15. Thầy mời bạn mơ thi. Có thể biết được câu số 15. Theo em làm thì ta chọn được đáp án gì? À, theo bạn mơ thi là chọn đáp án C. Bằng C. Có em là có ý kiến gì nữa không? Bây giờ cái câu số 15 này. Theo viên bi xác có kích thước nhỏ cách nhau 1 mét mang diện tích của 1A. Sau đó các viên bi được phán diện tích sâu cho mẫu viên bi chỉ cần một nửa. Yeah. Lúc ban đầu. À, bạn Nguyễn là chọn đáp án B. Bằng B. À, như vậy lúc này ta có này F bằng K trị đấu Q1 nhân Q2 chia cho R bình. F phải của nó bằng K trị đấu của Q1 phải Q2 phải chia cho R phải bình. À, mà lúc này là R lúc ban đầu nó bằng 1 mấy. Lúc sau á, được chưa? Đồng thời đưa chúng đến khoảng cách 0,5m. Được chưa? Thì lực đẩy giữa chúng tan lên. Mấy lần. Được chưa? Người ta hỏi nó tan lên có là không đâu. Như vậy lúc này chúng ta thấy này là F phải của nó bằng F phải của nó bằng K trị đấu của Q1 nhân Q2 dưới mẫu này chia cho 4. Chia cho 4. Bởi vì Q1 phải nó dỗn lên một nửa, Q2 phải cũng dỗn lên một nửa. Nhân cho R phải bình mà R phải sẽ bằng R chia cho ha tất cả bình. Nếu bà thầy có K thì đó có Q1 nhân Q2 chia cho 4 nhân cho R bình phương chia cho 4. Thấy chưa? 4 mẫu hay. Như vậy lúc này F của nó bằng F phải. Như vậy ta có đáp án B. Nhớ là Q1 phải này, Q1 phải nó dỗn lên một nửa là bằng Q1 chia cho ha. Q2 phải nó dỗn lên một nửa là bằng Q2 chia 2. Cái này nó dỗn đi 4. Chỉ số 4 dưới nào. R lúc sau của nó là bằng 0,5 mấy, có nghĩa là bằng một nửa R lúc ban đầu. Bình phương lên thì ta thấy được là kết quả của nó F phải cũng bằng bằng F, ta có đáp án B. Câu số 16 cho hai điện tích. Đấy chưa? Dịch chuyển giữa điểm cố định trong điện trường. À, câu số 16 thầy hướng dẫn này là có nghĩa là quãng đường x là bằng một hàng số bằng một hàng số. Cường độ điện trường A nó bằng 150V trên mét. Đấy chưa? Thì nó có công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường mà 200V/m thì công của lực điện trường giữa hai điểm đó là bao nhiêu? Đó, đề bài toán cho A1 của nó bằng 60 mJ. Yeah. A2 của nó bằng bao nhiêu? Đó, nhớ là x giống nhau. Câu này tương đối đơn giản. Thầy mời bạn Kim Nhi cho thầy biết câu số 15. Sẽ là cao 16, ta chọn nó bắn nào. Vận dụng công thức là A sẽ bằng Q, A, D. Ta tìm ra được kết quả. Bạn Kim Nhi tính được đáp án D là bằng 80 mJ. Thấy chưa?
đây. Thầy Quỳnh đáp án D. À, em nào mà hãy làm ra kết quả khác thì báo lại, còn nếu không thì đúng như đáp án của bạn Kim Nhi. Ta vận dụng công thức này, thấy chưa? A này sẽ bằng Q nhân A nhân X. Đó, Q giống nhau, X giống nhau, chỉ khác cái chỗ đây là A thôi, thấy chưa? Cái này A, A1 thì có A1, thấy chưa? A2 thì có A2. Rồi chúng ta lập tỷ số tìm ra được kết quả. X và Q giống nhau. Câu số 13. Trong những cách sao, cách nào có thể nhiễm điện của một vật? Yeah. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc, cái này ở cấp 2 chúng ta học rồi. Cái này là nhiễm điện do cọ sát. Câu số 18. Hơi điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng cách R thì có độ lớn là F. Nhưng đưa chúng vào trong dầu quả có epsilon bằng 2 và khoảng cách giảm đi 3 thì lực tương tác giữa chúng là bằng bao nhiêu? À, như vậy lúc này chúng ta lưu ý cũng viết công thức ra, viết công thức ra để chúng ta dễ nhớ. Như vậy lúc này ta có này, F lúc ban đầu bằng K trị đối của Q1 nhân Q2 chia cho R bình. F lúc sau bằng có F phải bằng K trị đối của Q1 nhân Q2 chia cho epsilon nhân cho R chia cho 3 tất cả bình. Lúc nào khoảng cách nó giảm đi 3 lần. Ở đâu thì có là K trị đối của Q1 nhân Q2 chia cho 2 nhân cho R bình phương chia cho 9. Yeah. Như vậy là cái này ta có được lần, nó có 4,5 lần F. Như vậy là ta có được đáp án D. Đơn giản hơn với 9 đi. Yeah. Có R bình phương chia cho 4,5, lặp 4,5 lần. Ta tỷ đấu Q1 nhân Q2 chia cho R bình chính là bằng F. Như vậy F phải lúc này nó bằng 4,5 lần F. Câu số 19. Vật bị nhiễm điện do cọ sát. Vì khi cọ sát, thấy chưa? Ai đã trong chuyển từ vật này sang vật khác? Có đáp án A. Thấy chưa? Quá trình nhiễm điện do cọ sát là lúc đó các ai đã trong chuyển động từ vật này sang vật khác. Và quá trình nhiễm điện do cọ sát là nhiễm điện các vật sau khi bị nhiễm điện luôn luôn thế giáo với nhau. Nhớ thầy như thế. Câu số 20. Đề bài toán cho là thế năng tệ điểm M bằng trừ 3,2 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Bây giờ đề yêu cầu chúng ta tính điện thế tệ điểm M của nó bằng bao nhiêu. Thì các em nhớ là thế năng tệ điểm M của nó bằng Q nhân cho điện thế tệ điểm M. Rồi, như vậy lúc này chúng ta tính được điện thế tại điểm M bằng V kép tại điểm M chia cho Q. Rồi, mà lúc này thế năng tệ điểm M của nó là bằng trừ 3,2 nhân 10 mũ trừ 19. Điện tích đây là điện tích của electron bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Trừ 19 với trên tử với mẫu giống nhau. Thì lúc này ta có điện thế của nó là bằng 2. Như vậy ta có đáp án C. Đây là QA. Nhớ là điện thế có thể dương, có thể âm, cũng có thể bằng không.
Câu số 21 nó trùng với câu số mấy trong quy định số 2 rồi. Thấy chưa? Độ lớn lực tương tác hơn tích điểm trong không khí tỷ lệ nghịch. Thấy chưa? Với bình phương khoảng cách giữa chúng. Ở đây câu A là tỷ lệ thuận là C này, tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích là C. Câu B tỷ lệ thuận với bình phương khoảng cách cũng C. Câu C tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích cũng C. Thấy chưa? Chắc chắn đáp án của nó là tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. Như vậy ta có được đáp án là D. Đó. Như vậy á là thầy giao việc về nhà, các em vẽ cho thầy từ câu số 22 đến câu số 30. Thấy chưa? Trong đó câu số 29 là trùng với đề hè rồi. À, trùng với đề hè rồi. Đó. Thì chúng ta chỉ còn lại là những câu 22 đến câu số 30. Như vậy thì giao việc về nhà là từ câu 22 đến câu 30. Về nhà các em vẽ. Thấy chưa? Cho thầy. Và đề số 4 và đề số 5. Yeah. Đề 4 và đề 5 á thì là hai đề đó các em tự rèn luyện và dễ. Và các em dễ không được câu nào thì các em nhắn tin họ trên nhóm hoặc họ riêng thầy để thầy dễ cho các em. Còn đề 4, đề 5 là thầy vô nhiệm vụ các em về nhà tự dễ nha, về nhà tự dễ. Còn bắt đầu tuần sau, tuần sau là thầy sẽ dạ là chương ha về dàn biện không đấu, bởi vì cái chương này nó rất là nhiều bài tập và rất lâu, cho nên là quỹ thời gian dành cho chương ha tương đối nhiều. Hãy nhắc lại lần cuối cùng nữa là đề 4 và đề 5 các em tự rèn luyện dễ, nếu cao nào dễ không được thì nhắn tin cho thầy hỏi. Bây giờ chỉ cần hỏi là câu, ví dụ là thưa thầy câu 1 của đề 4 là đáp án đầu thầy trên ba cách dỡ cho em với, thầy sẽ dỡ và tôi chập thì ở qua. Đó là thầy vô việc vì nhờ như thế chúng ta tăng cường dỡ đề, còn thầy chỉ dỡ cho các em đến thời điểm này là xin như ba đề, còn hai đề còn lại các em dỡ. Và các em đặt trước phần lý thuyết cho thầy về chương hai dàn điện không đủ của sách vật lý lớp 11 cao bán, để tuần sau bắt đầu chúng ta học lý thuyết thay từng chủ đề, và bắt đầu chủ đề này nó sẽ khó dần. Như vậy các em đặt trước lý thuyết cho thầy và thầy sẽ giảng giải lý thuyết ở trong buổi học của tuần sau.